Chào tất cả các bác. Kiên xe đạp bên em nay có một đơn đi Cần Thơ. Đơn này là đơn đua Java 17.900.000. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Đơn này là đơn đua Java Carbon 17.900.000. Hiện tại thì em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Thank you.